Tập 8. Thần tham kiến đại vương. Thái y có chuyện gì mà cấp bách vậy? Bẩm đại vương, hôm nay lúc thần bắt mạch cho công tôn cô nương, cô nương đã... Cô ấy có chuyện gì? Thần cáo lỗi, theo thần chẩn đoán thì cô nương hiện đã mang thai hơn một tháng rồi. Thái y, bỏ đứa bé trong bụng. Muốn giết nó thì giết tôi trước. Lui. Cô tưởng bổn vương không dám giết cô hay sao? Hả? Tại sao không xin tha tội? Nói. Đây là cung của người. Người muốn tôi chết thì tôi đâu thể sống. Đó là thứ nghi chúng. Nhưng nó là con của tôi. Lý Trọng. Có thần. Canh chừng công tôn cô nương. Nếu như có bề gì, quả nhân lấy mạng của khanh. Tuân lệnh. Lý Trọng, nói với thái y, nếu hắn nói ra chuyện công tôn cô nương có thai thì sẽ giết chết không chừa người nào. Dạ. Sau khi lã tướng quốc rời khỏi nước Tần, đại dương đích thân lo triều chính, chuyện gì cũng tự làm. Từ khi thần thiếp vào cung đến nay chưa được gặp đại dương. Hôm nay nghe nói người mời các tỷ muội vào đây dùng thiện, trong lòng thật sự rất vui. Dạ phải, thiếp cũng lâu rồi không được gặp đại dương. Từ khi vào cung đến nay, đây là lần đầu tiên đại dương chủ động mời bọn muội. Không biết có phải có chuyện gì vui không? À, Nhược Nhi tỷ tỷ. Tỷ tỷ là người có địa vị cao nhất trong các tỷ muội, có phải tỷ tỷ đã biết trước chuyện gì không? Bốn cung cũng không nghe nói gì, nhưng mà niệm tình các muội muội hậu ái bốn cung như vậy, nếu như bốn cung nhận được ân sủng gì sẽ không quên phần của các muội đâu. Đa tạ tỷ tỷ. Đại dương giá đáo. Tham kiến đại dương. Nhọc lòng các vị phu nhân đến đây để dự yến. Đây là công tôn thị, người bọc dương nước vậy. Triệu cao, tuyên phong. Dạ. Đại dương có chỉ đặt sắc phong công tôn thị là lương nhân tứ phẩm, ban danh lệ cơ. Chúc mừng đại dương có thêm lương nhân. Thân là nữ nhi của công tôn gia, chưa từng nghĩ sẽ trở thành phi tử Tần Dương. Thực sự là nỗi ô nhục, hổ thẹn với nước nhà.
Nếu như hôm nay là một ngày đại hỷ, Đại Dương có thêm lương nhân, hay là Bảo Lệ lương nhân ngâm thơ góp vui với mọi người, Đại Dương nghĩ có được không? Sở phu nhân thật có ý hay. Lương nhân, nàng hãy ngâm một bài thơ đi. Sở phu nhân đã có nhã ý, Lệ Nhi xin hầu. Xe tan đang lao, áo lông làm mái, lẽ nào chẳng nhớ, nhưng chẳng thể gần. Xe tan cồng kềnh, lông đỏ làm mái, lẽ nào chẳng nhớ, nhưng chẳng thể theo. Sống không chung nhà, nguyện chết cùng mộ, lòng thiếp sáng tỏ như dần thái dương. Bài thơ mà Lệ Lương Nhân đọc là thơ của Tức Quỳ, Dương Hậu của nước Sở, thật sự rất có tài. Tức Quỳ vốn là phu nhân của nước Tức, bảy mượn bài thơ để chứng minh lời thề với Tức Hầu. Cho dù Sở Dương có bá chiếm cưỡng đoạt, lòng của Tức Quỳ vẫn trong sáng ngay thẳng, một thề không thờ hai phu. Bốn cung nghe nói Lệ Lương Nhân xuất thân võ gia, tổ phụ là thống soái nước Vệ, lại thường cùng tổ phụ hành tẩu giang hồ, chắc chắn thân thủ bất phàm. Hay là như vậy đi, hôm nay Lệ Lương Nhân cho các phi tần được mở rộng tầm mắt một lần, muội thấy có được không? Tỷ tỷ, dù gì đây cũng là hậu cung Đại Dương, nếu múa đao múa kiếm không được hay cho lắm. Muội muội, vậy là muội muội không hiểu rồi. Người Tần rất yêu thích võ thuật, chắc là Đại Dương cũng không chấp nhất đâu. Nếu Sở phu nhân muốn xem tới vậy, Lương Nhân, nàng đừng làm mọi người thất vọng. Chỉ có mình nàng múa võ chắc không được. Hay là như vậy đi, quả nhân sai Mông Vũ đệ nhất cao thủ của Đại Tần tỷ thí với nàng, nàng thấy thế nào? Gần chính, rõ ràng là ngươi cố ý mà. Biết rõ ta đang mang thai, ngươi chỉ muốn ta bị sảy thai thôi. Mông Vũ tướng quân rất lợi hại, nước Tần ta rất nhiều võ sĩ đều là bại tướng của Mông Vũ. Cuộc tỷ võ hôm nay sẽ đặc sắc lắm. Các muội muội hãy nhìn cho kỹ nha. Cái ngọt đây. Ờ, không mua, không mua đâu. Đi mau lên con, nhanh lên. Thấy cái này đẹp quá nè, qua đây coi thử đi. Quẹo lửa, quẹo lửa đi. Được mà. Cho qua, cho qua. Ghé xem, ghé xem đi. Quẹo lửa màn thầu đi. Mong đại nhân, cuộc tỷ võ này chỉ để góp vui với mọi người. Đại nhân đừng có nghiêm túc quá, có chừng có mực là được. Nếu làm Lệ Lương Nhân bị thương, vậy thì ai cũng không vui. Thưa phu nhân, Mong Vũ tự hiểu điều đó. Ế, Mẫn muội muội, muội nói vậy thật xem thường Lệ Lương Nhân quá. Ai cũng nói là trong giang hồ nhân tài nhiều vô số kể, Lệ Lương Nhân nổi tiếng là nữ hiệp giang hồ, về lãnh binh bố trận có lẽ Mông tướng quân có thể thắng Lệ Lương Nhân, nhưng nếu đơn đã độc đấu, Mông tướng quân chưa chắc là đối thủ của Lương Nhân. Muội nghĩ có phải không, Lệ muội muội? Sở phu nhân quá khen. Ta không giỏi tới mức đó đâu. Lệ Lương Nhân,
Bổn cung đánh giá cao về muội. Muội không cần khiêm tốn. Mong đại tướng quân, ngài phải đánh hết mình nếu như bị thua một phi tử hậu. Sau này, ngài còn mặt mũi gì để thống lĩnh hắc quân của Đại Tần? Mạc tướng nhất định sẽ đấu hết mình. Hai người đấu hết sức mình thì xem mới thú vị. Hay là vậy đi, nếu như người nào thắng trong trận này, bổn cung thưởng 500 lượng hoàng kim, 10 con tuấn mã. Nếu như thắng có thưởng, vậy xin hỏi đại dương có ban thưởng không? Nào muốn thưởng gì? Nếu như Lệ Cơ đánh thắng, Lệ Cơ xin đại dương trả lại cho thiếp thanh đoạn kiếm gia truyền, vậy có được không? Chờ nàng thắng đi rồi tính. Mong Khanh, Khanh cứ đánh đúng sức của mình, không cần nương tình. Dạ. Lý Trọng, mau mau đưa kiếm. Nghệ của lương nhân hơn Mông Vũ, vừa mang cốt cách nghĩa hiệp lại vừa nhanh gọn, thật khiến cho người ta khâm phục. Mông Vũ xin chịu thua. Mông tướng quân, thật sự không ngờ ngài lại đánh thua Lệ muội. Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ làm mất thể diện của ngài. Mông Vũ bất tài, làm đại dương và cái vị phu nhân chê cười. Nếu như Lệ Cơ đã giành chiến thắng, đại dương có giữ đúng lời hứa của mình không? Lệ phu nhân võ công cao cường, đương nhiên quả nhân sẽ thưởng rồi. Lý Trọng, đại dương không được. Với võ nghệ của lương nhân, nếu mang theo kiếm e sẽ bất lợi cho đại dương, xin đại dương xét lại. Vậy quý đại nhân, ngài nói vậy là ý gì? Lời vệ úy nói rất phải. Phi tần hậu cung múa đao múa kiếm cả ngày, ra thể thống gì? Huống hồ chi lỡ như nguy hại tới tính mạng của đại dương, ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Các khanh đã nghĩ quá nhiều rồi. Quả nhiên không định đưa kiếm cho cô ấy. Lúc nãy
Ta chỉ bảo Lý Trọng đưa cô ấy đi nghỉ ngơi thôi. Người là quân dư một nước, sao lại không giữ lời hứa? Quả nhân hứa trả kiếm khi nào? Sao lại nói ta không giữ lời chứ? Chính. Để nàng giữ cái thai trong bụng, ta đã nhân từ với nàng lắm rồi. Nàng còn muốn gì nữa? Đại Dương gia đao. Tham kiến Đại Dương. Đã phong nàng làm lương nhân rồi, tại sao nhìn thấy quả nhân vẫn không hành lễ? Tại sao phải phong cho tôi? Hậu cung là ước mơ của các phi tần kia, không phải là tôi. Người chưa từng là vua của tôi. Lui ra ngoài. Dạ. Nàng đừng có quên rằng Bốn Dương là người cho nàng sinh đứa con quan đó ra. Nó không phải là con quan, nó là con của tôi và sự... Người buông tôi ra, người làm tôi đau, buông ra. Nếu nàng muốn giữ nó thì nàng phải cho mọi người biết rằng đây là con của quả nhân. Nàng đã hiểu chưa hả? Suốt đời không được nói ra tên của người đó. Một khi đứa bé này chào đời, lập tức đưa nó ra khỏi cung. Ta muốn nàng phải thề không bao giờ rời khỏi nước Tần. Tại vì đây là cái giá khi nàng sinh nó ra. Nói. Xin thề cả đời này sẽ không rời khỏi nước Tần. Quả nhân phải cho nàng biết, chỉ có ta mới là vua của nàng. Tỷ tỷ, sau này tỷ phải chiêu cố cho bọn muội nha. Tỷ nghĩ đi, bây giờ tỷ là người bên cạnh lương nhân, để lương nhân lại được đại vương ân sủng. Tỷ nghĩ tối nay đại vương lại đến cung của lệ lương nhân rồi. Đừng nghĩ nhiều. Qua đó. Không biết huynh có chuyện gì không? Lệ lương nhân ở đâu? Huynh hỏi lệ lương nhân làm gì? Huynh có chuyện gì có thể nói với tôi sẽ bẩm lên lệ lương nhân.
Tôi là... Tôi chưa từng gặp huynh ở đây. Người đó. Mau nhìn quá nhân. Ta chưa từng làm hại nàng. Tại sao nàng luôn nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ? Một nhà hai đời, từ tổ phụ của tôi cho tới cha mẹ của tôi đều bị người Tần giết hại. Đời này kiếp này làm sao tôi không hận cho được. Nàng nói thật đi, có phải nàng muốn giết quả nhân không? Phải. Tôi chỉ muốn lập tức giết chết người, sau đó chặt đầu người mang về quốc thổ của tôi, để trả thù rửa hận cho hàng vạn con dân nước vậy. Bỏ đi, ta không còn hứng thú. Nếu như có một ngày muội có con của mình, muội sẽ không bao giờ rời xa chúng. Dù chỉ là sống hèn, muội cũng sẽ bảo vệ chúng, nhất định nuôi chúng khôn lớn. Mình phải tiếp tục sống. Lương nhân, thánh phẩm dưỡng nhan nô tỳ mang về từ chỗ thái y rất tốt có phải không? Nghe nói các thái y trong cung đã dùng phương pháp bí truyền để bào chế ra đó. Chỉ cần kiên trì dùng ngự bùn này sẽ khiến làn da luôn trắng nõn nà, càng xinh đẹp hơn lúc trước. Lương nhân, người đừng quá buồn bã. Thực ra nô tỳ cũng hiểu rõ. Người nói người hiểu. Bổn cung không nói một câu nào, chỉ thở dài thôi. Người cũng hiểu sao? Đương nhiên nô tỳ hiểu. Mặc dù nô tỳ tuổi tác còn nhỏ, nhưng mà lúc nhỏ sống ở Ngụy cung, mẹ nô tỳ từng hầu rất nhiều hậu cung phi tần. Các phi tần đều thở dài chỉ vì một chuyện thôi. Vì vậy đương nhiên nô tỳ cũng hiểu. Người nói thử xem, nói đúng sẽ có thưởng. Người buồn ngày xuân đã mất, buồn vì khó gặp quân dương. Trong chốn dương cung ở đây, sủng phi của đại dương không có 1,000 cũng có 800. Rất nhiều phi tần từ khi vào cung cho tới nay vẫn chưa gặp được đại dương lần nào. Vào thời Chiêu Tương Vương, ít ra mỗi vị dương phi một tháng cũng được gặp đại dương một lần. Nhưng đại dương hiện nay của chúng ta lo việc triều chính, lơ là phòng the. Như vậy không thể dài sao được. Người nói không sai chút nào.
Đúng là chớp mắt đã già, ngày xuân sớm qua. Bổn cung sợ là tới khi chết cũng không được ở bên đại dương một lần. Người đúng là tri âm của ta. Đại dương gia đâu? Tham kiến đại dương. Thần thiếp tham kiến đại dương. Ra ngoài. Hôm nay đại dương tới cung của thần thiếp vì... Tiểu tử thối, cũng to gan thiệt, dám tự ý xông vào dương cung hả? Muốn hành thích đại dương sao? Hả? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học. Ê, đại ca, đại ca, hôm nay đại dương có thưởng nè, qua đây lát đi, lát nữa tính sau, ăn chút đã. Hôm nay xem như ngươi gặp may đó, lát nữa ta sẽ xử ngươi sau. Mau, ngồi đi, rót rượu. Hả? Sao đại dương ban thưởng vậy? Đại dương đánh thắng trận hả? Không phải đâu, tôi nghe nói có một phi tần mới, đại dương rất vui vẻ, mọi người trong cung đều được thưởng á. Ồ, phi tần từ đâu tới vậy? Ê, nhưng mà kể ra thì chuyện này cũng lạ lắm nha. Trong hậu cung của đại dương chẳng phải toàn là công chúa với con quan hay sao? Nghe nói phi tần này lại còn được đại dương hạ chỉ đi truy bắt khắp nơi nữa. Truy bắt hả? Chỉ là nữ nhân bắt về là xong thôi, truy bắt cái gì chứ? Đại ca ơi, tại huynh không biết đó thôi. Nghe nói nữ nhân này biết múa đào múa kiếm. Lúc bước vào dương cung còn ngông cuồng lắm á. Những người trong cung suýt chút nữa bị đã thương rồi, hùng hăng lắm luôn á. Thật không ngờ đại dương chúng ta lại thích cái kiểu này. Câm miệng đi. Ê, người mới nói cái gì đó? Ta kêu cái người câm miệng. Câm miệng lại hết đi. Ê trời, ta thấy người chán sống lắm rồi ha. Ta cho người chết, cho người chết nè, cho người chết nè. Coi chừng ta chặt đầu người xuống đó, có tin không? Cho người chết nè. Nhiều chuyện hả? La nói hả? Nói nhiều hả? Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Hớt hơ hớt hải, ra thể thống gì chứ? Dạ. Nói đi, tối qua đại dương đi đâu? Tối qua đại dương vào cung của Lệ Lương Nhân trước. Nhưng không biết tại sao chưa được bao lâu thì đã tức giận ra khỏi đó. Tức giận ra khỏi đó sao? Chẳng lẽ... Phu nhân, nghe nô tỳ nói đã, sau khi đại dương ra khỏi chỗ Lệ Lương Nhân thì đã tới chỗ của Cảnh Lương Nhân, cho tới nửa đêm mới ra khỏi đó. Gì hả? Cho tới nửa đêm đại dương mới ra? Mau đi gọi tiểu tiện nhân Cảnh Lương Nhân đó tới gặp ta. Dạ. Sở phu nhân Kim An. Phu nhân Kim An. Các muội muội khách sáo quá, ngồi đi. Đa tạ sở phu nhân. Hôm nay bổn cung gọi hai muội tới đây là vì chuyện gì? Hai muội có biết không? Muội muội không biết. Muội muội không biết. Thật ra cũng không có gì. Bổn cung chỉ nghĩ là vào cung bao nhiêu năm nay, với tư cách là tỷ tỷ, bổn cung nên giúp đỡ các muội, qua lại vun đắp tình cảm với các muội. Nhưng mà hậu cung có quá nhiều việc,
Tổ Thái Hậu thường hay bảo bổn cung qua đó bầu bạn, vì vậy nên lơ là chuyện qua lại với các muội muội. Tỷ tỷ, tỷ tỷ rất tốt với bọn muội, sao lại nói lơ là chứ? Phải, Cảnh Lương Nhân nói rất đúng. Cũng may hai vị muội muội không chấp nhất, nhưng mà nói thật lòng, trong chốn hậu cung này, ta với hai vị muội cũng tương đối thân thiết trong số các tỷ muội, giá lại xuất thân cũng tương tự, vì vậy thật sự cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên, ngoại trừ Lệ Cơ, á nữ nhân xuất thân thấp hèn kia. Dạ, tỷ muội chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Ồ, Cảnh Nhi muội muội nói như vậy, bốn cung thật sự cảm thấy rất vui mừng. Chính vì vậy, sau này đại dương có cần điều gì đó, chúng ta cần phải chia sẻ với nhau. Có phúc thì cùng nhau chung hưởng, có chuyện cũng đừng giấu giếm lẫn nhau. Hai muội nghĩ có đúng không? Ngươi xem, tên tiểu tử này cũng may quá ha. Phải. Chuyên khắc mặt, cắt ngón chân, hắn vẫn chưa được hưởng thụ. Phải rồi, lâu rồi không ra tay, có hơi ngứa ngáy tay chân á. Hay là hai chúng ta ra tay cắt mũi của hắn, chơi cho vui. Qua đây, mau mở cửa ra. Mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Mở ra, mở ra. Dạ. Lôi hắn dậy. Mau 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 mau. Nhanh lên nhanh lên. Đứng dậy. Thoải mái quá ha. Đại ca, ra tay đi, ra tay đi. Con đỡ. Sao vậy? Mau đưa hắn ra ngoài, lập tức đại tới Ly Sơn làm tráng đinh. Đại ca, mau mau thay y phục sạch sẽ cho hắn đi. Làm tráng đinh là sao? Tiểu tử thối, ngươi thăng quan rồi. Ta chỉ thấy tiếc cái mũi này của ngươi ta không lấy được rồi đó. Mấy đêm gần đây, đôi khi đại dương đến chỗ của Lệ Lương, có mấy ngày thì không đến. Nhưng đại dương vẫn giữ thói quen ngủ riêng. Khi đến phòng Lệ Lương Nhân, thông thường chưa tới nửa đêm là sẽ đi. Lệ Lương Nhân là người mới vào, lại được đại dương sắc phong, nhưng lại khiến đại dương đêm đêm chuyển chỗ. Tại sao lại có chuyện này chứ? Thật sự khó hiểu. Thượng Nghi, ngươi phải giám sát Lệ Lương Nhân. Chỉ cần liên quan tới chuyện đại dương ở hậu cung đều phải bẩm báo với ta. Dạ. Á dân nữ Lệ Cơ tính tình hung hăng, nếu không phải dựa vào tài năng lả lơi mê hoặc đại dương thì á còn có bản lĩnh gì? Tại sao đại dương lại đưa á vào cung chứ? Phu nhân, hay là đến đêm nô tỳ sẽ lẻn ra, nhưng lúc đại dương ở bên Lệ Lương Nhân nghe ngóng thăm dò. Ngươi có thể nghe rõ sao? Sở dĩ Dương Hậu đặc biệt bảo Thượng Nghi theo công chúa đến nước Tần là do Thượng Nghi biết rõ chuyện nam nữ trong cung. Dương Hậu đã dặn đi dặn lại, chỉ cần công chúa cần, Thượng Nghi nhất định làm hết sức mình. Ồ, thì ra mẫu hậu còn canh dặn những chuyện như vậy. Được, vậy ngươi đi xem sao. Dạ. Khoan đã, ta vẫn thấy không ổn. Ngươi đi như vậy quá lộ, người khác nhìn vào sẽ biết bổn cung sai ngươi đi. Cung nữ của bổn cung đều đưa từ nước Sở qua đây.
Như vậy đi, ngươi đi tìm một thân tín của ngươi để lo liệu việc này. Phu nhân suy nghĩ thấu đáo nhất, Thượng Nghi sẽ đi ngay. Đại Dương gia đâu? Đại Dương. Nàng muốn giữ lại đứa bé. Vậy mà tới lúc này rồi, nàng vẫn chưa chịu hầu hạ ta sao? Tất cả lui ra. Dạ. Người định làm gì? Lúc ở Lạc Dương, chẳng phải nàng đã ngủ với ta rồi hay sao? Sao cậu lại ở đây? Quỳnh, tại sao Quỳnh lại ở đây vậy? Cậu đó tôi hỏi mới đúng. Đây vốn là phòng của tôi mà. Đây là phòng của cậu sao? Đúng đó. Xem ra quả nhân thực sự uống say nên đã vào nhầm phòng rồi. Quả nhân? Con người ta là vậy đó, lúc uống say vào hãy thích tự xưng mình là vua. Tôn Thứ Hiệp, đừng cười chen. Lẽ ra tôi nên biết từ sớm Triệu công tử thực chất là một kẻ lừa gạt. Quả nhân chưa từng ngủ với anh. Người ngủ với nàng hôm đó đúng thật là Triệu công tử, không phải là Tần Dương.